Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 1 năm 2020, Hội nghị hẹp các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ nhất năm 2020, SEOM 1 51, đã được Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện quan trọng thuộc trụ cột kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã đặt ra ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020 bao gồm: 1. thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; 2. đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; và 3. nâng cao năng lực thích ứng hiệu quả hoạt động của ASEAN. Trên nền tảng ba định hướng chính này, Việt Nam đã xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể để thảo luận và tham vấn với các nước ASEAN. Với 14 dự thảo sáng kiến được đưa ra, Việt Nam đã chủ động đề xuất các hoạt động và chương trình hợp tác để đảm bảo năm 2020, ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế có vị trí trung tâm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu.